Xin chào các bạn. Ở Việt Nam chúng ta có một tình trạng là đi học đại học cao đẳng xong ra trường làm trái ngành nghề. Và theo như chúng tôi nhận thấy thì tại Bộ Khoa học và Công nghệ có một bộ phận cán bộ đã làm công việc trái ngành hoặc chí ít ra là trái với năng khiếu của họ. Theo đánh giá của chúng tôi, họ nên được bố trí làm trong ngành điện ảnh thì có lẽ là điện ảnh Việt Nam đã và sẽ có những kịch bản tầm cỡ thế giới, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Chúng ta sẽ đỡ cái cảnh đi tìm những kịch bản ăn khách của Hàn Quốc rồi đem về làm lại theo phiên bản Việt. Nếu như các bạn không tin thì xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng ngay đây. Nghe xong rồi thì chúng tôi tin rằng các bạn sẽ cảm thấy chúng tôi nói cũng có lý. Sự thể nó là như thế này. Như chúng ta đã biết, vào khoảng tháng 4 năm 2021, trên trang thông tin chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng tải thông tin. Ngày 24 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp thuận bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đánh giá bộ kit LifePower EVA SARS-CoV-2 1ST RT-RPCR kit do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp EUL và cấp mã số EUL 05242100. Trước đó, ngày 21 tháng 4, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu CE và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CMS cho bộ sản phẩm xét nghiệm này. Bộ kit xét nghiệm COVID-19 có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm Vương quốc Anh. Sau khi Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cấp phép, bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được một đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Mỹ và một số quốc gia châu Âu với số lượng cam kết ít nhất 1 triệu test một tháng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều tổ chức quan tâm đến sản phẩm như VKB, Quỹ Chai. Ông bà ta thì có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Về mặt này thì khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã làm rất tốt. Những cái lời nói, những cái dòng thông báo của họ không chỉ làm vừa lòng giới chức lãnh đạo đang mong ngóng có một sản phẩm chất lượng, chủ động sản xuất trong nước, phân phối để có thể đáp ứng, ứng dụng ngay vào công tác chống dịch của đất nước. Còn nhân dân thì sao? Nghe nức lòng lắm chứ, tự hào lắm chứ, khi một sản phẩm của chúng ta nghiên cứu sản xuất được với WHO chấp nhận, lại còn được đối tác mua độc quyền phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mỹ, một số quốc gia châu Âu, toàn là những nơi công nghệ y tế phát triển, chưa kể còn được WHO quan tâm, thật đáng tự hào. Hàng chục triệu người dân Việt Nam suốt mấy tháng liền rất tự hào về thương hiệu quốc gia của mình. Chúng ta cũng sản xuất được sản phẩm tiên tiến như ai? Chúng ta biết một điều rằng người dân Việt Nam chúng ta thường có lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Trong cái cảm xúc tự hào lâng lâng đấy, chúng ta thường ít xót tiền và dễ dàng trả một số tiền lớn hơn giá trị thực cho một lần ngoáy mũi. Nhưng hỡi ôi, đó chỉ là một cái bánh vẽ to đùng mà chúng ta được hưởng từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Chỉ sau khi Phan Quốc Việt bị bắt, chúng ta mới dần biết được sự thật đằng sau. Đó chỉ là những thông tin ảo, thông tin sai sự thật. Mà bây giờ có giả sử những thông tin này, những thông tin mà Bộ Khoa học Công nghệ đăng tải hồi tháng 4 năm 2021 là đúng đi nữa, thì có một điểm nếu chúng ta chú ý sẽ thấy một sự đánh tráo khái niệm không thể chấp nhận được, mình sẽ chỉ ra ngay đây. Bây giờ mình sẽ giả sử thông tin mà họ đăng tải là đúng. Chúng ta thấy thì trong phần thông tin có đoạn, sau khi được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cấp phép, bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được một số đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Mỹ và một số quốc gia tại châu Âu. Kit xét nghiệm là tiền, là đề tài nhà nước, tiền hoàn toàn do nhà nước bỏ ra. Một công ty nhỏ như Việt Á, thiếu và yếu cả về năng lực chuyên môn lẫn năng lực sản xuất, được tham gia đề tài với vai trò là nơi sản xuất triển khai sau khi nghiên cứu đã là một điều cần xem xét rồi. Đằng này chỉ sau một dòng thông báo trên trang của Bộ Khoa học và Công nghệ, toàn bộ tiền của, công trình, công sức của nhà nước ngay lập tức chuyển thành sở hữu của Việt Á. Vậy nếu ghi đúng thì chúng ta phải yêu cầu họ ghi là bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất tại công ty Việt Á, hoặc chí ít cũng phải ghi là bộ kit xét nghiệm COVID-19 sản xuất tại công ty Việt Á, chứ không thể ghi bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á được. Một thông tin đăng tải trên một cổng thông tin chính thức của Bộ Khoa học Công nghệ, nó mang tính công nhận vô cùng ghê gớm. Nên anh đăng thông tin bộ kit của công ty Việt Á, thì người dân hay giả như một người nước ngoài nào đó, họ vào tìm thông tin, nghiễm nhiên
nó sẽ trở thành sở hữu riêng của Việt Á, trong khi Việt Á chẳng bỏ ra đồng cắc nào cho nghiên cứu, mà chưa kể chắc gì họ đã giúp đỡ được trong quá trình nghiên cứu. Xong thì chỉ việc phân phối, hưởng lợi, còn quên luôn cả trách nhiệm với ngân sách nhà nước. Được biết, tổng kinh phí từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỷ đồng, gần 1 triệu đô la mà cho không biết không như vậy. Thì đúng là, một là chúng ta quá giàu, giàu hơn cả nước Mỹ, hai là có một điều gì đó mà chúng tôi không biết nằm sau mối quan hệ này. Thưa các bạn, giá như là thông tin về việc được WHO chấp nhận là chính xác, thì cái việc quy cho bộ kit xét nghiệm là của công ty Việt Á đã là một điều không thể chấp nhận được rồi. Tuy nhiên, các thông tin đó lại là thông tin giả. Những cái thông tin trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ không hề đúng sự thật. Thực tế thì đó chỉ là do sự tưởng tượng của những bộ óc khoa học đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ mà ra. Đến đây thì hẳn là nhiều người sẽ nghĩ, thôi xong, Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ này toang rồi, toang thật rồi. Không bị tội thì ít nhất cũng bị mất hết uy tín, làm sao mà cứu vãn đây? Ngay cả bản thân chúng tôi khi nghĩ đến điều này thì cũng cho là như vậy. Cho đến khi xem được cái thông tin đính chính trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ được đăng tải, thì khi đó chúng tôi mới nhận ra rằng là chúng ta đã quá xem thường một số bộ óc vĩ đại của ngành khoa học và công nghệ nước nhà. Họ đã có được một kịch bản tuyệt vời để giải quyết vấn đề. Trong bản đính chính thông tin được đăng tải trên trang tin của Bộ Khoa học và Công nghệ thì như sau. Trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 26 tháng 4 năm 2020, một số cơ quan báo chí chính thống đã đăng tải bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống, vào lúc 15h36 phút ngày 26 tháng 4 năm 2020, bản tin bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận đã được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ www.most.gov.vn. Và bản tin này đã được gửi tới một số phóng viên theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ tham khảo như thông lệ khi ngành khoa học và công nghệ có sự kiện hoặc thành tựu nổi bật. Sau khi phát hiện có sai sót, để có thời gian xem xét đánh giá lại toàn bộ quá trình, bản tin đã được tạm gỡ trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các đơn vị chức năng có liên quan đã kiểm tra lại và nhận thấy có sự sai sót trong quá trình tổng hợp, biên tập, kiểm chứng thông tin và cung cấp thông tin để đăng trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung thông tin xin được đính chính như sau. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận yêu cầu xin đánh giá sử dụng khẩn cấp EUL cho bộ kit RiPower EVA SARS-CoV-2 1STRT-PCR kit của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Vâng, không chỉ công bố trên cổng thông tin. Tháng 4 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ từng gửi thông cáo báo chí và phát ngôn chính thức tại các cuộc họp với thông tin chi tiết. WHO đã đánh giá bộ kit do công ty Việt Á sản xuất theo quy trình danh sách khẩn cấp EUL và cấp mã số EUL 05242100. Ấy vậy mà đến khi Phan Quốc Việt bị bắt thì mọi thứ lại thay đổi 180 độ. Bộ Khoa học và Công nghệ đã đá ngay quả bóng trách nhiệm sang cho báo giới, phủi trách nhiệm một cách nhanh chóng, đổ thừa cho người khác hoặc do nhầm lẫn. Tất cả những điều họ thể hiện chỉ để chứng minh họ trong sạch, trong trắng từ xưa rồi. Kính thưa các bạn, một kịch bản tuyệt vời chỉ có những bộ óc thiên tài mới nghĩ ra được. Và những bộ óc đó may mắn thay lại có công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Họ đổ lỗi hết cho báo chí, nhưng trong phần thông tin đính chính lại có đoạn. Và bản tin này đã được gửi tới một số phóng viên theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ, tham khảo như thông lệ khi ngành khoa học và công nghệ có sự kiện hoặc thành tựu nổi bật. Phải chăng họ cố tình tạo ra một cái vòng luẩn quẩn kiểu con gà quả trứng? Tin từ báo, báo từ tin. Vậy cuối cùng ai là người đưa tin đầu tiên? Ai biết? Thưa các bạn, có thể nói đây là một kịch bản ve sầu thoát xác khá hay ho. Chính vì thế nên như chúng tôi đã nói, một số người đã làm nhầm nghề, họ phải theo ngành điện ảnh, làm biên kịch, đạo diễn mới thực sự là cống hiến được tốt nhất cho nước nhà. Thưa các bạn, ai đúng, ai sai chúng ta có thể tự đánh giá. Và chúng ta cũng không thể đánh đồng tất cả các nhà khoa học chân chính. Có rất nhiều nhà khoa học luôn luôn cống hiến hết mình vì khoa học, vì sự phát triển của công nghệ nước nhà. Rất mong có sự thanh lọc những con sâu để những nhà khoa học chân chính có nhiều cơ hội đóng góp hơn cho đất nước. Các bạn thân mến, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại bản doanh của khoa học nước nhà, nơi tập trung những bộ óc khoa học giỏi nhất,
Vậy mà họ lại phải nhờ mấy anh nhà báo cung cấp thông tin về lĩnh vực mà họ là chuyên gia để viết bài về chuyên môn của chính họ, rồi đăng lên một trang tin là cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây có thể nói là một chuyện kỳ lạ, xứng đáng ghi vào sách kỷ lục Guinness. Tuy nhiên, có một điều may mắn là nhờ thế mà năm nay chương trình Táo Quân chắc rằng lại có nhiều đề tài để nói. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một share, một đăng ký kênh và cái nút hình quả chuông nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều.